Chào tất cả các bạn nhá. Dạo này mình rất là ế. Do cái face mình mất thì nói chung là cái face mình đã tạo một face mới nha anh em nhá. Anh em nào vào kết bạn mình nha, tí mình gắn bên dưới. iPhone 11 Pro Max quốc tế nhá. Cam kết các bạn là men zin, màn zin nhá. Vỏ hình thức tương đối là ok. Zin hết từ A đến Z, con này để cho bà con là 9 triệu. Pin đây, pin 84 anh em nhá. 11 Pro Max quốc tế, men zin, màn zin anh em nhá, 9 triệu. Tiếp tục chương trình. iPhone 12 Pro Max mình chẳng hiểu tại sao 12 Pro Max nó rẻ như vậy mà con không mua nhỉ? Hai có hai con, thấy nhá, máy màu đen này anh em này, nó rẻ mà máy mình cam kết bạn nguyên áp luôn nhá, máy nguyên áp nhá chứ không phải là máy gọi là máy mất zin mất giếc mình bán rẻ đâu nhá, máy còn nguyên áp luôn. iPhone 12 Pro Max nguyên áp, nói chung là nó chỉ hơi phải vỏ hơi xấu một tí thôi. Đây anh em kỹ vỏ đi, đây, chưa nó thật sự với các bạn là con này zin áp luôn, dùng hầu như chẳng bao giờ hỏng được anh em ạ. Bọn này thì đúng là máy zin áp mà anh em. Mà có 14.500 mà bà con không mua sao lại kén chọn thế nhỉ? Bình thường con này bán 16-17 triệu các bạn mua. Đây, thẳng vỏ thẳng tắp luôn nhá. Mà 14.500 mà các bạn không mua. Thế mới buồn chứ này, này. Tiếp tục chương trình. Đây còn XG Max 5 triệu đây anh em. XG Max màn GX đẹp keng. À đâu, gọi là đẹp bình thường. Cam kết bạn benzin. Mỗi cái là màn OLED thôi, màn OLED mà nó xuất tích kính này nó chung dùng để dùng thoải mái không sao. Máy đầy đủ Face ID nhá, full chức năng. Đầy đủ Face ID quốc tế 5 triệu. Samsung G530 con này lắp được 2 SIM, con này để cho bà con là 350 nhá. 350. Có bạn ở trong miền Nam bạn bán mình 250 này, nhưng mà tiền cước về là 60.000 rồi. 60.000 thành 301 bán 350. Lại 40. iPhone 6 này bán rồi, 64GB bán rồi. iPhone XS nhá, sửa face không được này anh em này, sửa face không được này. Nó đã mất face bản 256GB nhá. Face bản 256GB nhá anh em nhá. Cam kết các bà con là benzin, màn OLED anh em nhá. Vừa cái bản cho con này vừa nãy mình tháo face ra mình chưa tắt nguồn đi, mình bình thường tháo face ra đấy, mình tắt nguồn đi bật lại thì nó mới vút được cảm hứng, nhưng mà do mình chưa tắt nguồn đi bật lại thì chưa vút được cảm hứng cho bà con nhá. Đấy, mình tắt nguồn đi bật lại thì bình thường nếu mà anh em không tắt được ấy, anh em bấm cộng trừ và giữ được nguồn lúc từ lâu thì nó sẽ tự động khởi động lại nhá. 3.8 triệu XS 11 Pro Max màn OLED, ui dồi đẹp thế nhỉ. 7.6 triệu còn là đẹp dã man luôn anh em ạ. Con này màn GX nhá, anh em đừng so sánh cái màn GX này với cái màn này anh em nhá, không so sánh được màn GX này mới màn được nhá. Màn này là màn OLED, màn này màn OLED thường anh em nhá, màn này màn GX khác nhá anh em nhá. Màn GX nó khác, màn OLED khác, màn này dùng chất lượng hơn nhiều nhá. Con này 7.6 triệu, con này 7.5 triệu anh em nhá. Đây 7.5 triệu đây, máy màu đen, nó chung là vỏ đẹp anh em ạ. Con này pin là pin cao luôn, xem con này pin bao nhiêu đã. Con này pin bao nhiêu đây, pin 80 pin 80. Con này pin bao nhiêu đây, con này màn GX nhá nên là đắt giá hơn anh em ạ, pin 85. Đấy, một con 7.5 triệu, một con 7.6 triệu. Tiếp tục, con này là mình thay lắp lưng nhá, con XS Max mình thay lắp lưng. Con này mình thay lắp lưng luôn nhá. Con này men zin màn zin. iPhone XS Max men zin màn zin, mình tí mình thay lắp lưng vào mới được nhá. Ám một tí. Con này hơi ám thôi. Con này 5.5 triệu nhá. Con này zin đét này full chức năng này. Mỗi lắp lưng thôi anh em nhá. Thay mỗi lắp lưng thôi. Zin đét ám một tí, 5.5 triệu. XS Max. Đây 12 Pro Max đây, màu xanh đây, 14.500 không mua, rất là tiếc. Quá phí luôn. Mai lúc hết các bạn ấy mình kêu ở đây này. iPhone XS 256GB con này. Đấy. Lỗi phây này. 3.8 triệu này, ok chưa bà con, chơi game thật ga, màn OLED benzin, nhá. Tiếp tục, iPhone XS Max 7 triệu, con này xin giá chết rồi. XS này hôm qua mình bổ là 256GB, full chức năng đây 4.3 triệu, mấy bạn chốt mà. XS quốc tế 256GB benzin, màn zin này 4.3 triệu mà anh em cứ chốt trong để đấy, rất là buồn. Vẫn còn anh em nhá. iPhone XS Max, màn OLED, không fake ID nhá, không fake ID này. Phây lỗi chú đẹp này. Đấy, và phây báo lỗi như này. Có để cho bà con là xem nào. 5 triệu. XS Max 5 triệu. Ok. XS Max màn ám một tí nhá. Menzin màn ám một tí này, 5.5 triệu này. Nhá, màn ám một tí rồi, menzin màn zin nhá. Menzin màn zin ám một tí, bàn phím tí rồi. Nhìn kỹ mới thấy, 5.5 triệu. 11 Pro Max màn GX 7.4 triệu. Con này vỏ hơi xấu một tí, 7.4 triệu nhá. X11 Pro Max màn OLED. Màn OLED gì? Màn đẹp thế. Màn OLED nhá. Phây này tí mình sửa được nhá. Phây này tí mình chỉnh phát được ngay.
con này 7 triệu rưỡi vào con này, 11 Pro Max màu trắng. Đây con này mình thay thắt lưng này, 11 Pro Max mình thắt lưng này. Con này màn GX nó đẹp nhất, con này 7 triệu 2 thôi này. Màn zin á, con này màn zin á. Màn zin á, không sai màn zin á. Ờ đúng rồi màn zin. Màn zin nhưng mà trước phim tí này con này phải 7 triệu 7 anh em ạ. Con này 7 triệu 7 trước phim bé tí này anh em này. Nhìn kỹ thấy này, trước phim bé tí thấy lắp lưng vào ngon này. Con này thì lại trước cái phim này con này pin 100, con này có 7 triệu 7 anh em nhá. Pin zin luôn, con này pin zin luôn nhá. Con này chưa thay pin một tí nào luôn. Pin 100, trước phim ở giữa 7 triệu 7. Con này cũng 7 triệu 7 ship bé tí luôn, không nhìn rõ luôn. Cho hai con đấu giá. Hai con đấu giá. Thôi con iPhone 11, 12 vẫn còn anh em nhá, anh em hỏi con gì thì con đấy nhá. Hôm nay mình mệt quá rồi anh em ạ. Chào mọi người nhá, mình là Châu nhá. Hôm nay mình lên mọi người kèo đầu tiên là con 6 Plus nhá. Màu trắng này, rất đẹp nhá. Full chức năng nhá, pin là pin 1 lít này. Để mọi người vân tay chân đầy đủ nhá. Để mọi người 1.3 nhá, 6 Plus, 16GB. Ok, nhá. Tiếp theo đây. Con này là con 7 Plus này. Okay. Con này là full chức năng nhá. Pin là pin 100, pin mới thay à. Giờ tôi ra ngoài. Đây, sáng nó hơi loá. Con này 128GB nhá, full chức năng, pin 100. Để một người là 3 triệu nhá. Ok. Đây màu đen. Con này cũng là con 6 Plus 16GB, mắt vân tay, lắp SIM đầy đủ nhá, máy quốc tế, để một người 1 triệu. Ok. Con này là con 7 Plus bypass full chức năng nhé, bài bát nhưng mà vân tay đầy đủ để mọi người 1.5. Tiếp theo là để mọi người con 6 Plus này với kính nha mọi người, bài bát để cho mọi người 650.000. rẻ thế. Còn kèo nào không? Con này con 6S này full chức năng nhé, đang hết pin này. Màu hồng này để mọi người 1.2, 16GB. Tiếp theo là cái này nhá, ai mua máy sẽ được tặng anh à găng tay nhá, chống ra mồ hôi chơi game ok nhá. Đây được tặng cái này. Chơi game nhỉ. Tặng. Số điện thoại đâu? Số điện thoại mình. Đây. Số điện thoại là 0901566597 nhá. Đấy nhá, ai mua điện thoại thì liên hệ với số Zalo này của Châu nhá, 0901566597 nhá. Ok. Đây anh Hùng à. Hello, xin chào bà con nhá. Mình hôm nay có lên mấy kèo máy cho bà con đây. Đầu tiên mình lên cho bà con siêu phẩm này. XS Max độ 12 Pro Max. Đây. Con này thì là 256GB này. 256GB nhá. Pin thì mình đã thay rồi. Đây 256GB. Cảm ứng ok nhá. Main zin, màn zin nhá. Pin thay này. Với lại vỏ độ của nó bị vỡ một tí chỗ này còn đâu, còn lại là chức năng ok nhá. Mất Face ID. Đấy, mình để cho bà con là 6 triệu rồi. 6 triệu nhá. 256GB XS Max nhá, main zin màn zin nhá. Thay đã thay pin nhá. Đấy và mình đã độ vỏ nhá, vỏ trong thời gian sử dụng nó bị này. Tiếp theo là con 7 Plus. Full chức năng 32GB màu đen này, con này rất là đẹp luôn. Đây. Mình nói qua thôi, nói nhanh thôi nhá. Full chức năng 32GB nhá. Mình để cho bà con là 2.4 triệu thôi. Tiếp theo là con 6 Plus bypass, con này thì hết pin rồi. Đây mình để cho bà con là 700.000. 700.000 nhá. 6 Plus bypass nhá, về xem phim nghe gọi các kiểu, xem YouTube các kiểu nhá. Tiếp theo là hai con iPad này, Mini 1, con này hết pin rồi, còn con này còn pin. Một con màu trắng, một con màu đen nhá. Đây, hình thức đây, bà con xem nhá, hình thức rất là đẹp luôn này. Đấy mình để cho bà con là 900.000 một con nhá. Okay, 900.000 một con thôi. iPad Mini 1. iPad Mini 1. Số điện thoại đâu nhỉ? Số điện thoại đây nhá. 0 9 5 6 7 3 3 6. Đây số điện thoại Zalo của mình nhá. Ok nhá, con người liên hệ vào Zalo số nhóm nhá. Hello, lại là mình Trung Quài đây. Hôm nay mình lại có một số kèo lên cho anh em này. Đầu video nhá, mình lên luôn cho anh em con gì đây? Con này đi. Con Samsung A10 nhá. Samsung A10 anh em nhá. Ui giời, nói chung là mình chuyên bán iPhone nhưng mà đây con này thu lại của khách này. Hôm trước anh em nào hỏi đấy, 1 triệu con này để cho anh em hôm trước là 1.4 triệu đúng không? Hôm nay để cho anh em 1.300.000 nhá. Samsung A10 sử dụng bình thường 1.300.000 đồng. Nói chung là dòng Samsung này thì cực rẻ luôn này, quá rẻ, rẻ hơn cả con 6G luôn. Anh em không mua con này thì còn mua nào nữa, đúng không? 1.300.000. Tiếp theo này, đây Vivo hôm qua lên cho anh em là 1.1 triệu, hôm nay lên cho anh em là 1 triệu, bán nốt hai con này đi. Tại vì thực sự là những hai con này mình không biết giá của nó nên là mình thu hơi cao, chính là mình thu hơi cao đấy, mình thu vào 900. Thì hôm nay bán 1 triệu nhá, 1 triệu cũng máy quốc tế,
gì Oppo nhé, con này là Oppo, Oppo A3s hay S3s gì đấy. Anh em nào biết thì xem giúp mình nhá. 1 triệu nha anh em nhá. Đây, lại đến táo đây anh em ơi. iPhone này 6s đây, máy quốc tế full chức năng nhá, 32GB. Xong mở đấy. Đây, mở này. Đây là 32GB anh em nhá. Pin 8 lít đầy, máy vừa về mình chưa cả tít luôn. Máy vừa về, pin 8X, 87 siêu cao luôn. Men zin, màn zin, pin zin hết nhá, hình thức đây anh em. Đấy anh em nào quay cái hình thức này, 1.400.000 đồng. iPhone X trắng, máy quốc tế full chức năng, pin 100. Đấy, con này 256GB, 256 để cho anh em ra là 4.900.000 nhá. 4.900.000 iPhone X thường màu trắng, 256GB, pin 100. Đây, anh em nào thích mà hàng chất mà lại giá rẻ đây. XS Max anh em nhá. XS Max quốc tế 64GB, full chức năng, men zin, màn zin, pin zin hết nhá. Zin full anh em nhá. Pin 96 đây. Bị nứt cái góc kính, à nứt góc lưng anh em nhá. Viền đẹp anh em ạ, viền đẹp, nứt góc lưng thôi. Đấy, anh em nào mà thích con này nhá, mình để cho anh em với giá là 6 triệu mấy đồng nhỉ? 6.800.000 đồng anh em nhá. 6.800.000 đồng, pin 96, màu vàng gold, 64GB. Đây, 11. Anh em nào thích 11 đây, 11, 64, 128 mình có cả nhá. Màu đen này, 64 để cho anh em giá là 7.200.000 đồng. 128GB thì để cho anh em giá là 7.800.000 đồng nhá. 10 gì đây, à đây là con 8 Plus đen anh em nhá. 8 Plus đen 64GB, full chức năng, pin 100, máy quốc tế LLA, máy Mỹ nhá, chuẩn Mỹ luôn. Mình cam kết men zin, màn zin, pin thì không zin, pin mình thay mới rồi nhưng mà mình thay lại xịn anh em yên tâm nhá. 4 triệu đồng. XR độ 14 Pro màu xanh. Con này để cho anh em với giá là 5 triệu mấy đồng nhỉ? Mỗi hôm để cho anh em giá là 6 triệu, này để cho anh em giá là 5 triệu 9 thôi nhá. 5 triệu 900 nghìn đồng. Pin 9X anh em nhá. Pin 9X anh em thấy ok chưa? Quá ok luôn này. Con gì đây? XS. À hôm nay anh em nhá, mình có một số XS rẻ cho anh em này. XS rẻ nhá, men zin, màn zin nhá. À men zin nói chung là zin hết nhá, còn màn không zin, màn OLED anh em nhá. Màn OLED, máy quốc tế, màn OLED. Đấy, men zin, vỏ zin, zin hết này, màn mỗi màn là màn OLED thôi. Màu vàng gold. Đấy, sử dụng bình thường nhá, full chức năng, full HD. Màu vàng gold để cho anh em với giá là 4 triệu bao nhiêu được nhỉ? 4 triệu 400 nghìn đồng nhá. Đây, cũng là iPhone XS màu trắng này. Đấy, con này còn full, cũng full chức năng nhá. Máy quốc tế cũng màn OLED, còn lại là full hết. Full zin hết nhá. Mỗi màn không zin thôi, màn OLED. Con này để cho anh em với giá là 4 triệu 200 nghìn đồng nhá. Màu trắng thì 4 triệu 2, màu vàng 4 triệu 4. Đấy, máy quốc tế full chức năng anh em ạ. 8G đỏ này, nói chung là con 8G đỏ này thì thực sự là em đây mình chưa có áp tít đây, cho anh em tự đánh giá con 8G đỏ này nhá. Không một vết xước anh em ạ, keng sveng luôn, không một vết xước. Pin 8X, máy quốc tế 64GB. Con này mình để cho anh em với giá là 3 triệu đồng anh em nhá. 3 triệu đồng iPhone 8G, hàng đẹp keng luôn, không vết xước. XR. Đấy, mình xem XR này. XR 128GB, 5.250.000, pin 86, pin zin cho máy, máy quốc tế full chức năng, hình thức thì gần như không có một vết xước cho anh em nhá. Bảo hành 3 tháng cho tất cả anh em. XR 64GB để cho anh em với giá là 4.900.000 đồng. 4.900.000 đồng XR là 64GB nhá. 11 Pro trắng để cho anh em giá là 8.800.000 đồng, máy quốc tế full chức năng. Đây, pin này mình còn chưa cái đây. Pin 84. Đấy. 84 chỉ có từ 84 đổ lên thôi, cũng có thể cắm máy tính là nó lên cao hơn đây. Hình thức đẹp keng anh em nhá. Máy thì đẹp keng, gần như không có vết xước luôn, màu trắng đẹp như thế này. Hai con 8G. Đấy, mình lên cho anh em luôn này. Hai con 8G nhá. Máy quốc tế full chức năng, hình thức đẹp nhá. Nhưng mỗi lưng vỡ này. Đấy, lưng vỡ mình không làm. Lưng vỡ mình không làm, một trắng một vàng nhá. Để cho anh em đồng giá là 2 triệu 400 nghìn đồng nhá. Máy quốc tế full chức năng về chỉ có lắp SIM thôi. Pin 8X, pin 8X to đấy anh em ạ. 11 Pro Max màn lô, còn duy nhất một em. Anh em nào chốt nốt cho mình nhá. Duy nhất một em anh nhá, 7 triệu 3. Đấy, men zin, màn OLED, vỏ zin, pin zin. Đây, hình thức thì vỏ, nói chung là zin phẩy anh em nhá. Zin phẩy, còn thì máy là máy quốc tế. Zin hết, có mỗi cái màn là màn OLED thôi nhá. Quá rẻ luôn, 7 triệu 300 nghìn đồng nhá. Kèm sạc ốp phụ kiện, cường lực. 7G, 128GB, máy quốc tế full chức năng. Đây, vân tay đầy đủ nhá. 128GB, 7G, 128GB mà hình thức đẹp keng như thế này. Để cho anh em với giá là 2 triệu 100 nghìn rẻ ngang với lại 32GB rồi. Lại còn màu trắng đẹp keng luôn, không một vết xước anh em nha. 2 triệu 100 nghìn. À, hôm nay đây kèo vừa rồi là của mình nhá. Tí mình sẽ để số điện thoại ở trên. Hôm nay là có em Quân này,
Đây, Quân đây anh em nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay Quân có một số kèo lên cho tất cả anh em nhá. Lâu lắm rồi không lên video đây. Hôm nay em mới lại quay trở lại đây. Đầu tiên này, mình có con 8 Plus này, màu trắng này. Ok, em có báo tình trạng. Mất vân tay. 8 Plus màu trắng, ok. Mình bán với giá là 3.4 triệu nhá. Đấy, 8 Plus màu trắng này. 8 Plus màu trắng máy quốc tế full chức năng pin 100 anh em nhá. 3.400.000 đồng, quá rẻ luôn. Còn con này thì 8 Plus đen, con này thì full chức năng. Cũng pin 100. Đấy, hình thức thì cũng phải nhẹ thôi, nói chung là đẹp mà. Máy zin vỏ quẩy đúng không? Đấy, để cho anh em con này 4 triệu nhá. Ok, cũng 4 triệu đúng không? 4 triệu luôn. Đây, quá rẻ rồi anh em ạ. iPad mini 2. À. Màu đen à? Màu đen, 16GB. Hình thức có đẹp không em? Hình thức thì quá là đẹp luôn này. Đây nha, quay mình coi gần cho anh em này. Quay gần luôn này. Ok. Đấy nhá, mình bán em con này giá là 3.4 triệu nhá. Con này bản SIM đúng không? Bản SIM nhá. Ok, bản SIM này. Lắp SIM thoải mái nhá. Máy quốc tế mini 2 nha, không phải mini 1 đâu, mini 2 đấy. Hôm nay có khách vào đây mua được của khách con 6S đây. 64GB. Pin thì hơi kém tại vì người già dùng người ta không thay nên pin kém. Ok, giá bao tiền? 1.4 triệu. 1.400.000 iPhone 6S máy quốc tế 64GB. Anh nào là muốn thay pin thì thêm tiền pin đúng không? Vâng, đây. Rồi. Còn hai con bán nốt này. Còn hai con XS à? XS này. Cũng XS. XS. Nhưng mà con này ra đây, con này màu trắng. Nói chung đánh là sẽ bóng nhá. Màn OLED full chức năng. Máy quốc tế. Máy quốc tế. Pin 8X à? Pin bao nhiêu em? Pin 8X anh ạ. Ok, pin zin đúng không? Vâng, pin zin thì giờ pin zin đa số độc 8X thôi. Ok, cho em đây, cái giá này là 4.2 triệu nhá. 4.2 triệu à? Quá rẻ luôn, 4.2 triệu. 4.2 triệu, ok. Còn con đen này thì 4.1 triệu. 4.1 triệu đi. Cũng tình trạng như vậy đúng không? Tình trạng như vậy. Máy quốc tế full chức năng màn OLED 4.100.000 đấy. Đấy. Còn đấy. Ai mà yêu thích ấy mà kết những cái quả kèo này của em ấy thì liên hệ số này của em nhá. Được rồi, để tí anh để trên màn hình luôn cho. Thế cũng được nhỉ. Rồi tí mình gắn số Zalo. Đây nhá, số vừa rồi đây, những kèo này là của Quân nhá. Với lại kèo vừa rồi này của mình. Đấy thì tí mình sẽ để trên màn hình cho anh em. Ok, chào tất cả anh em nhá.